Giá gia cầm hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2022, biểu đồ, đồ giá đi ngang, giá gia cầm hôm nay tại các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục giữ giá bán giống như những ngày trước đó, không ghi nhận biến động bất thường trong sáng nay. Biểu đồ, đồ giá gia cầm ngày đầu tuần hôm nay không ghi nhận sự tăng hay giảm nào ở cả ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà, duy trì đã đi ngang, giá bán không quá cao, không mấy sôi động những ngày cuối năm. Bằng giá cả hôm nay không có gì khác so với hôm qua các địa phương ổn định giá bán các giống gà từ 50.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Một số địa phương có giá bán như sau, ở Hà Nội, gà mía giữ mức 95.000 đồng mỗi kg. Nghệ An và Phú Thọ có giá gà mía, gà minh dư và gà ri lần lượt là 95.000 đồng mỗi kg, 58.000 đồng mỗi kg và 50.000 đồng mỗi kg. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay giữ giá gà minh dư 53.000 đồng mỗi kg và giá gà nòi tại thành phố Cần Thơ là 75 nghìn đồng mỗi kg. Giá gà mía tại Nghệ An là 95.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 95.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh Dư tại thành phố Hồ Chí Minh là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 60.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 58.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg. Giá gà di tại Nghệ An là 50.000 đồng mỗi kg. Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, giá gà nòi tại Cần Thơ là 75.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay tiếp tục giữ vững khoảng giá là 32.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, không ghi nhận thay đổi gì so với những ngày qua. Thủ đô Hà Nội hôm nay có giá bán là 36.000 đồng mỗi kg, cao hơn 4.000 đồng mỗi kg so với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Cần Thơ hôm nay cũng bám mốc 36.000 đồng mỗi kg, đạt lá là 35.000 đồng mỗi kg và đồng nai là 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt tại thành phố Hồ Chí Minh là 32.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 31.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 36.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 35.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 36.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 36.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 36.000 đồng mỗi kg. Thị trường giá trứng gà hôm nay tiếp tục đi ngang, duy trì trong khoảng 2.000 đến 2.3 đồng mỗi kg với trứng gà trắng. Hà Nam là địa phương giữ giá bán cao nhất cả nước, 2.300 đồng mỗi kg. Đối với trứng gà đỏ, cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bình Định với giá bán hôm nay là 2.200 đồng mỗi kg, hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ uống gà, vịt sống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết, nhiều năm nay ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giấy báo cũ với giá rẻ về để uống gà, vịt. Theo ông Thanh, khi gà, vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải giấy bão cụ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương, hở bụng tránh bị vỏ chấu khô găm vào dễ bị phiên, bệnh chết, hao hụt. Trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền uống con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn, hơn nữa, khi cho gà ăn, thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều, để lâu ngày cám sẽ móc, vật nuôi lớn lên bới ăn hay bị bệnh nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu, chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con. Đặc biệt, khi cho gà ăn, chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bụp bụp, có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn, ông Thanh chia sẻ. Cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền uống gà, vì trong 3 đến 4 ngày đầu. Khi con giống mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất. Ấp nên khi đưa về trùng mới uống vài ngày, bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ chấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thanh tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công. Cách dùng giấy báo cũ uống ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi, bà Trương Thị Nụ ở Hoa Lư, Ninh Bình nói.